Chơi chơi vậy chơi ơi. Vậy chơi ơi. Không vậy. Lắc đầu. Vậy chơi ơi, nào vậy bạn ơi. Chim hót vàng đón anh mặt trời. Vậy ra sân em tập em chơi cùng với chim. Đi dậy đi bơi không nè. Đi bơi không? Bơi không? Vậy giờ mày chở đi bơi nè, tới giờ rồi nè. Đi ra. Khỏi khỏi bơi, khỏi bơi. Cái gì chùm mền nữa, cái con gái gì mà làm biếng dữ vậy trời. Thì đi coi vậy đi, em bé ngủ nướng. Em bé ngủ nướng ơi, chín giờ sáng rồi kìa. Em bé ngủ nướng ơi, ăn rồi cứ móc lỗ tai nhỏ miết á. Mấy cái con này, cái con này là do cô chú nào tặng cho Chay vậy cô chú? Chay đang ghiền cái con này nhất á. Chay là giờ hết ghiền unicorn rồi, nó là có cái nó quen. Đó, rồi cứ móc lỗ tai nhỏ miết vậy đó rồi. Đây nè. Thói quen á, móc lỗ tai mới ngủ được. Rồi, bằng tay nhìn muốn quýnh thì sao? Đi, đi dậy đi đi bơi nè, đi. Dậy thay đồ đi bơi, đi. Mình người đi chọn quá trời em luôn. Nói em Út sắp hàng sắp lớp unicorn rồi nè, Mickey Mouse, Minnie Mouse rồi tùm lum đây nè. Dậy đi bơi nè con. Có đi bơi không? Có đi bơi với mẹ không? Nó móc nữa. Che mặt, che mặt. Con chay đâu ca? Con chay đâu ca? Chay đâu ca? Nó dậy rồi mới làm bơ xào xào quá cô chú ơi, nó dậy rồi mới làm bơ xào xào. Vậy thay đồ là phải đi liền này chơi ơi, hết ngày hết giờ rồi, ai mượn tối con ngủ trễ, ai mượn tối con ngủ trễ. Giờ mà để cho nó ngủ tới 11 giờ nó cũng ngủ luôn á, giờ lại gần 10 giờ sáng rồi đó. Lấy bà ra. Con hổn với mẹ nghe chay. Đi vậy nè, thôi tao đi. Thôi mày đi đây. Bye bye. Bye bye chay nha, mày đi. Hả? Con đi không? Đi bơi không? Đi bơi không? Đi bơi không? Trời ơi, mặc bộ đồ của bà quăng cho đó. Trời, chân giờ cũng còn bầm tím ghẻ chóc không. Bộ đồ và xa xì của bà quăng cho. Đi con, đi. Đi bơi. Sáng sớm là mày đi bơi bơi cho nguyên một ngày mình tràn đầy năng lượng hết chơi ha. Hello. Cô gái một cái mặc cái quần hồng và Versace đang làm cái gì? Alo 1234 alo. 5 6 7 8 9 10. Không biết cô chú có nghe rõ âm thanh của mẹ trai đang nói không? Tại vì hồi bữa có một vài video bị trục trặc. Khi mà làm thì có người nghe tiếng và có người không nghe tiếng. Rồi có người phải bỏ tai nghe vô để nghe, rồi có người phải mở tivi lên mới nghe, rồi có người... Nói chung là có rất là nhiều ý kiến, nên là Ngọc mới vừa đổi lại một cái micro khác. Nên bây giờ Ngọc thử qua cái kênh chay xem như thế nào, nếu mà tất cả mọi thứ là cô chú mà nghe được hết tất cả các âm thanh á. Máy nào cũng nghe được, Samsung, iPhone, Apple hay là tivi hay là gắn tai nghe vô cũng nghe. Làm ơn cô chú thử giùm Ngọc cái này cái. Để cho tất cả mọi thứ đều được tốt đẹp, để mang đến cho tất cả mọi người những cái âm thanh sống động nhất. Không ấy Ngọc phải trả lại nữa, tại vì Ngọc mới đổi lại rồi đó. Bữa giờ Ngọc mua về lâu rồi mà Ngọc không dám xài, nên hôm nay Ngọc mới xài cho chay cô chú anh chị. Làm ơn nếu mà nghe được tất cả mọi thứ, bắt đầu từ cái lúc Ngọc start cái video này tới giờ nè, cái này nè, cái khúc này nè, thì đánh giùm cho Ngọc vô, comment giùm cho Ngọc vô một cái nói là nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Cái gì hết pin rồi. Ngọc cố gắng dữ lắm á để mang tới cho mọi người. Ảo. Nó kỳ ảo. Mà biết sao không? Tại vì á hả, đi ra ngoài cái chỗ, những cái chỗ đông người á mà không có những cái micro mà gần cái miệng của mình á thì nói nó bị ồn. Mọi người không có nghe rõ. Nó kỳ sao? Ghê quá. Gái gì vô duyên quá.
ăn rồi cứ khoái cho nó kỳ đi ngủ rồi rồi đi ăn rồi tùm lum hết nè, mới chơi con này nè cô chú đó, nên cô chú làm ơn giúp đỡ giùm Ngọc nha. Cám mẹ. Âm thanh nghe rõ trả lời. Mới đưa chay bữa nay là mới đưa chay đi bơi xong rồi cái có hẹn với dì Nhi đi ăn. Ăn xong rồi chạy vô cái tiệm của mẹ làm neo ngày xưa đó, thăm mấy cô mấy chú. Xong rồi giờ mới về tới nhà đây. Nó nghe nè, hồi nãy vô tiệm neo sức. Trời đất ơi, vô tiệm neo sơn hư dơ áo nó rồi nè. Nó dơ áo rồi đó. Móng tay đâu, neo đâu? Neo thấy. Neo đâu vô cô chú coi. Đi vô nãy mẹ tay không phải không cho mẹ sơn nữa, tự sơn. Đâu tự sơn móng tay đâu nè mẹ coi. Neo. Ừ, mẹ coi coi, nó coi coi. Hả thấy. Hết nè. Hả? Hết rồi hả? Ai chùi nãy mẹ chùi hả? Mẹ chùi. Ừ. Chay hồi nãy đi bơi vui không? Nãy đi bơi chay bơi giỏi cô chú ơi, bởi vì hai mẹ con đi bơi không có thể nào quay cho cô chú tiếp tục con Halloween hả? Chay khoái con nhất Halloween. Chay rất là khoái coi những cái gì kinh dị nha cô chú nha. Tại vì chay sinh tháng 11 mà. Nó ăn rồi tối ngày cứ Halloween miết rồi đó. Cho cô chú coi gần lại mặt của chay nè. Đó. Mắt, mũi, miệng, lông mi. Chân mày. Mặt có mụn luôn rồi nè. Hai hột mụn. Nó nghe này mặt chay không có bụt ruồi ha. Hay là chắc có thể là lớn lên đó. Lớn lên rồi bắt đầu mới tiếp xúc với nhiều cái khí hậu rồi bắt đầu mụn rồi hả tàn nhang rồi mới nổi lên chứ còn giờ chưa. Đó, cô chú chụp lại tấm hình này làm cái hình điện thoại nè. Chay nhìn mẹ cái cây chay. Ô chay con ghê nè chay. Chay ghê nè chay. Đó, wow, ghê ngay chỗ này nè. Đây nè, ngay chỗ này nè. Chay ghê này nè chay. Đó, nó nhìn vô một cái đó. 1 2 3 ghê. Wow, Halloween nè chay, Halloween nè. Ồ, đây nè. Đó. Đây nè. Mẹ dụ chay không à? Hồi nãy chay đi chay gặp em bé làm sao chay nói mẹ nghe coi. Hồi nãy em bé khóc không? Có khóc ngu vậy hả? Xạo dễ sợ không? Hồi nãy chay có khóc không? Hả? Con gà ấu. Con gà gái sao? Con ấu. Con gà. Gà ấu. Bậy à. Con mèo nó kêu làm sao? Mèo. Con chó sủa làm sao? Con ấu. Đúng rồi. Knock knock. Chay giờ mình đi đâu chay? Chay, where are we going? With you. Yeah. Hồi bữa Út hù con ghi ghê mà con không có ghét Út à? Cháu. Hả? Con nhớ bữa Út hù con ghi ghê rồi cái Út bỏ con ở dưới giường nó không chịu bồng con lên không? Nhớ không? Út làm nghề gì ta? ABC. Ủa Út làm nghề ABC à? Chay hát mày nghe phải coi. Oh she's sweet guy. Oh she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. Oh she's hot but a psycho. So left but she right though. At night she's screaming. Screaming gì chay? Nó nghe nè, ai mua cho chay sông môi? Sông môi chay. Mà ai mua chay? Hả? Ai mua chay sông môi? Sông môi chay. Út sông môi chay. Đúng rồi.
chút nữa mày về mày làm make up cho Trang nha. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải hả? Make up đi. Make up không? Đúng. Chút ôi make up là làm vậy á hả? Trời ơi. Má ơi, má biết chứ, biết chữ make up là làm gì luôn, trời ơi trời. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? Trời rồi. Trời, con mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi. Đúng rồi. Yeah. Yeah, chứ đừng nói 2 tuổi người ta cười nghe chưa? Chay mấy tuổi? Suy nghĩ xem. À, mấy tuổi? 3. 3 tuổi. 3 tuổi. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Oops. Vậy hát bài nghe bài đi. Hát bài nghe bài Baby Finger coi. Yeah. Hồi bữa mẹ chở chị đi mua đồ make up sao ta? Hồi bữa mẹ chở chị đi mua đồ make up sao? Chay, ra mua Phật kìa con. Mua Phật đi con. Quỳ xuống, quỳ xuống. Một Phật. Ừ, mua Phật. Nó một mua Phật á, nó đếm có tượng Phật á. Lại đây con, lại mua Phật nè con. Quỳ xuống. Quỳ xuống mua Phật. Mua Phật bự quá à. Mua Phật bự không? Dạ. Quỳ xuống mua Phật lại lên. Quỳ xuống nè. Quỳ xuống giống mẹ nè, quỳ xuống. Trời ơi, ngồi đây nè. Thôi thôi thôi. Thôi chị, cái này không phải để phá đâu chị. Chị để im giùm em. Đó, coi ai. Em. À, em bé đây hả? Em bé đây. Mua Phật đâu, mua Phật bự quá đâu. Mua Phật bự quá. Con chắp tay con lại mua Phật đi. Con chắp tay con lại mô Phật đi. Mama cầm bóp. Không được cầm, không được cầm. Giờ đi đâu chơi? Hả? Mình đi uống. Bây giờ con muốn đi đâu? Đi uống. Trời ơi trời, đi biết. Mới đi về tất thì rồi đi biết vậy. Hả? Ai rảnh đâu mà tiếp đón hoài vậy? Mình đi uống. Út làm nghề gì? Út làm nghề gì? Nghĩ coi. À. Kia. Cái gì? À. À gì? Xong rồi. Cái gì xong rồi? Đúng rồi đó, cái nghề đó hợp với nó đó. Mà chơi bao nhiêu tuổi rồi? Em chơi mà. Mà chơi có gì về ngoại chơi không? Đi ngoại không? Có đi ông nội không? Đây. Đi ông nội không? Có đi thăm ba Quy với Bình Sành không? Đi nhỏ. Hả? Có đi có đi gọi đi đâu bên này? Có đi tắm không? Có đi tắm không? Dạ. Tắm ơi, tắm ơi. Đi nghe không? Hả? Có đi thăm coi tao. Con gái rồi. Hả? Con gái rồi. Mà Tâm đang làm gì ta? Tâm trắng. Tùng đang làm gì? Tùng trái rồi. Cái gì vậy? Nó tầm 7 không mà. Tâm trái rồi. Tâm ngủ rồi. Tâm trái rồi. Con Barbie Spicy. Mà bây giờ chơi có đi rủ ông cố đi uống cà phê không? Con uống cà phê không? Có. Chay đang ăn gì chay? Uống cà phê. Uống cà phê. Uống cà phê. Đúng rồi. Thích cậu à? Giờ đi đâu? Nhớ. Nữa. Fire mẹ. Oh, fire. Fire. Wow, đó.
chưa? Thấy không? Thấy xe cứu quả chưa? Sợ không? Mà chị có sợ ông già không? Sợ mà. Ồ, chị sợ già lắm. Mà chị có sợ ghi ghê không? Sợ ghi không lớn được. Ai hù chay ghi ghê? Mét mẹ coi ai hù chay. Ai là người hù chay con ghi ghê? Mà chị đến chưa? Hả? Chị đến chưa? Bây giờ có đi về ông nhỏ không? Có đi ông nhỏ không? Lên. Hả? Em phải rồi. Phải rồi gì? Phao à. Phao nó quéo vậy hả? Bây giờ con gà nó gái thì sao? Con gà gái thì sao? Bậy à. Con gà gái thì sao? Con chó sói nó hú thì sao? Bậy à. Nó là con chó. Đúng rồi. Con gà nó gái thì sao? Con gà gái thì sao? Đúng rồi, con mèo nó kêu làm sao? Mèo. Mèo. Đúng rồi. Con chay nó kêu làm sao? Cô cô. Con chay á. Con chay nó kêu làm sao? Ba Quy khóc làm sao? Vincent khóc làm sao? Vincent khóc vậy hả?